có mấy củ khoai mà cũng phải đến tay bà luộc cho. Hôm nay phát hiện ra mấy củ khoai mọc mầm hết cả rồi. Khoai tây thì không ăn được chứ khoai lang thì vẫn ăn tạm. Mình sẽ lựa mấy củ đem đi luộc. Củ nào mà xinh xinh thì mình sẽ cắm vào bình thủy canh. Bình thường thì đem đi luộc với biện cho nhanh, nhưng mà hôm nay giờ trứng muốn luộc bằng xăng gang. Nhưng mà nhà không có bếp nên là giờ sẽ đem lên bà, nhờ bà luộc cho. Bà tự nhiên thấy trên son có cái tên lạ lạ nên phải nghiên cứu kỹ một tí. Tại vì son này mình đi xin nên là tên nó không phải tên nhà mình. Ngày xưa thì son của mỗi người thì đặt theo yêu cầu ấy thì đều được viết tên của gia đình ở đây. Khúc này là đang được nghe bà kể chuyện ngày xưa này, mình thích nghe bà kể chuyện ngày xưa lắm. Ngày xưa bà có mấy cái son to là bê đi khắp làng để nấu cỗ. Son thì in tên của nhà, đủ các kích thước luôn. Bà còn đang dạy mình cách nấu cơm. Nấu cơm bằng cái son này thì sẽ ngon hơn cơm điện, nhưng mà cho mình nấu thì mình chịu. Nhóm củi mình còn chưa biết nhóm ấy, nên là cho mình cái son này có khi là cơm không sống thì cũng bị khê. Xong rồi bà chốt kèo, hôm nào bà nấu cơm son gang cho mà ăn. Khoai nó cạn nước là chín rồi này, mở ra rồi khói nghi ngút, hương thơm bay ngào ngạt luôn. Nồi cá kho bên này cũng chín rồi. Đấy, luộc xong từ sáng mà quên mất, bây giờ đến chiều tối mới bỏ khoai ra ăn. Trông nó hơi xấu xấu nhưng mà vẫn ngon ý. Sau bây giờ mình nhớ là phải đi kiếm củ khoai để trồng thủy canh. Mẹ mình thì không thích mình trồng trọt thế này đâu. Mẹ mà trông thấy thì chắc là mắng cho một trận luôn ấy. Thôi cứ để nó ở đây.